Dạ em xin chào cô chú anh chị và bạn. Hôm nay em giới thiệu một loại IC lửa bình nha cô chú chị. Thì mình triển khai IC này, cái mã IC của Funeo nha cô chú chị. Mã IC Funeo, nhưng mà cái này là hàng loại thường, loại tốt thôi chứ không phải là hàng chính hãng nha cô chú chị. Nè mang mã này, nhưng mà loại tốt thôi, không phải là chính hãng. Thì được đóng bao bì Honda luôn, nhưng mà mình thì không thích cái này đâu đó mình nói các bạn. Nhiều khi mình bán cái đó là mình nói cái đây là có bao bì Honda, rõ ràng bao bì của Indo á. Nhưng mà đây là cái hàng loại tốt thôi. Thì một có thể là sử dụng cho Fu 2, Fu Neo, Fu X. Và chủ yếu hôm nay là mình giới thiệu cho cô chú anh chị đấu lửa bình cho những cái xe cúp 50 quay rim và Alpha quay A rồi RS đâu. Thì cô chú anh chị chỉ cần mua cái jack này, cô chú anh chị cắm vô con IC như thế này nè. Cắm IC như cái này, cái kịch. Rồi cái đầu này mình cắm vô cái IC, cái jack IC trên cái sườn xe mình á. Còn cái này mình đấu dương sao khóa là ok nha các chị. Dương sao khóa người ta đã cho chốt rồi nè. Có như thế mình cài vô cái gì cho gọn nhẹ, hoặc là mình cắt ngay đây ra nè, mình đấu. Thì giá cái bộ này là 150.000 nha các chú anh chị. 150.000. Còn ở trên đây mình sẽ lên mình demo cho cô chú anh chị. Trên đây 150.000 là như thế này nha. Còn ở trên đây là chính hãng là 450.000 nha cô chú chị. Chính hãng tháo mơ xe mà gần như mới nè, có chạy chút đỉnh thôi. Thì cái mã này là cái mã Dũng dùng cho Fu 2, Fu Neo, Fu X và Alpha 110 2024. Thì cái mã này là cái mã IC của Thái nha cô chú chị, có Syndergen là IC từ Thái nè. Mitsuba Syndergen thì mình thấy là của Thái đó. Đây nè. Syndergen. Đây nè. Và IC chính hãng cô chú chị để ý nè, cái chân ở đây nè. Chân này là chân bằng. Thì khi mà tháo có dấu nè cô chú chị, đây là chân bằng. Đó, này một cái như vậy là 450.000 chính hãng. Thì mình bán vẫn rẻ hơn người ta bán cho cô chú anh chị mà cái Funeo mà tới 500 mấy 600 á. Còn cái này, đây nè, mình sẽ mở ra, mình hướng dẫn cho cô chú anh chị xem chân. Đồ dởm á, đồ kém á là xem chân như thế này nè. Hàng loại thường không phải chính hãng là chân nó là chân chân nhọn nha. Đây nè, mình phóng to lên cho cô chú anh chị xem. Đó, cái chân nó nhọn nhọn nè, giống như cái mũi tên nè. Còn cái này là chân bằng nè. Đó, để ý cái phần đó, chân nhọn và chân bằng. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị. Cái dưới này là 150.000 một bộ nha cô chú. Rồi trên đây như vậy nè, là 450.000 một bộ.